Xin chào các bạn, các em đã quay lại với kênh Phương Vi Mavivu. Như vậy là chỉ còn vài tiếng nữa thôi là chúng ta sẽ bước qua năm 2020. Phương muốn nhân cái clip này gửi lời cảm ơn đến các bạn, các em đã đồng hành cùng với kênh Phương Vi Mavivu. Và Phương cũng muốn thăm chúc các bạn, các em một năm mới có nhiều niềm vui và đặc biệt là đạt được những cái bước đầu tiên cho những cái mong muốn mà mình muốn làm trong năm 2020. Cho dù những cái mong muốn này có thể hơi mông lung, có thể là mình chưa đủ tự tin, nhưng mà điều quan trọng là mình hãy đặt cái bước đầu tiên, cái first step, rồi tự nhiên những cái bước tiếp theo nó sẽ đến. Và cho dù là những cái bước tiếp theo đó có thể nó sẽ không đưa mình đến cái con đường mà mình đặt ra ban đầu, nhưng mà nó cũng sẽ đưa mình đến những cái con đường thú vị. Năm 2019 là một năm có rất là nhiều kỷ niệm đẹp và là cũng một năm mà có hai cái trải nghiệm thú vị đối với Phương. Thì cái trải nghiệm đầu tiên đó là Phương được nhận vào làm việc ở bệnh viện trường đại học Harvard, mà người ta hay nói là bơi ra biển lớn. Phương trước đó là làm việc ở Canada và bây giờ thì Phương được một cơ hội làm việc ở bên Mỹ và làm việc ở trong môi trường của bệnh viện của trường đại học Harvard, thì mình có thể cảm nhận được cái sự khác biệt, cái nhịp sống, nhịp làm việc khác nhau. Sau này có dịp nhiều hơn thì Phương sẽ chia sẻ thêm. Còn cái trải nghiệm thứ hai mà ngay cả người nhà hay người thân Phương cũng không nghĩ là Phương làm đâu, đó là làm blog. Thật ra thì cái này thì tụi Phương bắt đầu cũng một năm rồi, từ khi mà hồi tháng 12 năm 2018, chứ không phải là vì theo phong trào hẳn là gần đây người người nhà nhà làm blog. Thật ra đó là một cái làm cho vui, là một cái sở thích. Và Phương không làm một mình, Phương làm chung với một người đặc biệt luôn đi theo làm chung với Phương ở những cái clip này. Thì khi mà ở những cái clip về chia sẻ đồ ăn thì người này là người cầm máy quay, người bàn bạc với Phương những cái nội dung, những cái gì mình sẽ làm, lâu lâu cũng sẽ xuất hiện trong clip. Và đối với những clip chia sẻ riêng này thì bạn trai Phương sẽ là cách ghép, là chỉnh, điều chỉnh rồi âm thanh, rồi hiệu ứng và là quảng cáo. Cho nên là nó là một cái trải nghiệm là hai đứa làm chung cũng rất là vui. Và có thêm một cái niềm vui khi làm clip, đó là tụi Phương được người nhà, người thân rất là quan tâm. Khi được hai thường xuyên chia sẻ những cái clip mà tụi Phương làm, và cũng đó là những cái chủ đề có thể đem ra nói trong bàn ăn, được hay được thường xuyên nghe để mà nghe góp ý, rồi có khi được mở clip coi đến khi hết pin, hay là được người nhà vẽ cho logo, hoặc là anh bạn quen thì vẽ cho chữ Viva Vivo. Và giống như là con bạn thân của Phương thì là cái đứa chịu đứng ra khởi đầu cho cái series phỏng vấn, để mà sau đó Phương có thể khuyến khích được nhiều người khác tiếp tục cái series phỏng vấn này. Thì hai cái trải nghiệm này có được đều là nhờ những cái bước đầu tiên ở cuối năm 2018. Khi mà Phương ở cái trải nghiệm đầu tiên đó là khi mà Phương nghĩ đến cái việc là soạn giấy tờ hồ sơ để mà có thể email cái giáo sư trường Harvard. Và cái làm blog này á, là khi mà tụi Phương, thật ra trước đó là tụi Phương hay nói về đó, là cứ kêu hay là làm thử đi. Nhưng mà khi đến máy quay đến á, thì cũng không biết nói gì hay là làm sao hết. Thì chỉ cho đến một lần là phải quyết định, quyết tâm là làm cho bằng được một cái clip, dở hay không dở thì cứ phải làm, rồi đăng lên. Thì bây giờ là có một cái sự tiến bộ rất rõ so với những cái thời gian đầu tiên làm clip. Hai cái trải nghiệm này đem đến cho Phương những cái bài học mới. Cái trải nghiệm thứ nhất đó, thì thật ra là mình dự đoán được, mình chỉ không ngờ là mình đạt được, nhưng mà mình có thể dự đoán được những cái gì sắp tới, và mình chỉ còn chờ cái đến lúc mình thật sự bước vô hai cái và cái môi trường này để thấy sự khác biệt. Còn riêng với cái trải nghiệm thứ hai đó, làm blog đó, là một cái trải nghiệm mà đem đến cho Phương đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những cái ngạc nhiên này không phải là Phương không hề biết đến, không nghĩ là Phương sẽ có trong thời gian làm blog. Ví dụ như là Phương không nghĩ là Phương sẽ quen được nhiều cái người bạn mới để có thể chia sẻ kinh nghiệm học hành về hay là làm việc ở Đức, ở Mỹ, ở Canada, những người mà Phương chỉ mới biết đến nhờ cái duyên làm blog, và cũng trở nên cũng thấy thân thiết, dễ nói chuyện. Phương cũng mừng là mỗi năm Phương cũng luôn cố gắng để có được những trải nghiệm mới. Như năm 2017 thì Phương thử đi bụi ở Nepal. 2018 thì Phương thử skydiving, là môn là nhảy tự do trên bầu trời trong khoảng 1 phút. 2019 thì Phương được nhận sau tiến sĩ ở bệnh viện của trường đại học Harvard và làm blog. Thì trong năm 2020 thì ngày đầu tiên của năm mới là Phương đã ở trên máy bay để có thể đi Đài Loan và Việt Nam. Thì Phương hy vọng trong năm 2020, cũng như cái tên gọi của kênh Phương Viva Vivu, Phương có thể chia sẻ được với các bạn, các em những cái trải nghiệm Vivu khắp nơi, bước ra khỏi vùng an toàn ở cuộc sống, trong công việc
và những chuyến đi chơi. Hy vọng các bạn, các em sẽ luôn đồng hành cùng kênh Phương Vi và Vivu. Và một lần nữa chúc các bạn, các em một năm mới nhiều trải nghiệm mới. Xin chào tạm biệt năm 2019 và xin chào năm 2020.